Nay mình có rã một chiếc xe, thì bộ nồi xe này nó là bộ nồi của hàng Việt Nam nha anh em nha, chứ không phải là hàng Zin nha. Thì hàng này hàng Việt Nam thôi. Thì nó bộ nồi mới đó nè, mới khoảng 80-90% á, này mới ta mới gắn vô sao á. Thì bộ nồi này mình bán giá cho anh em 200 ngàn nha. Như anh em nào mà chúng ta đang sử dụng những cái nồi xe Trung Quốc hoặc là xe chở hàng mà anh em đã bị yếu nồi thì anh em cứ mua bộ này anh em bán vô, mình bao anh em là sử dụng ngon nha. Tại vì bộ nồi này nó mới lắm. Thì bộ nồi này ngoài thị trường này, nồi hàng Việt Nam này nè, giá nó cũng phải 500 ngàn rồi. Thì anh em nào mà mua cái bộ nồi này mình bán cho anh em giá 200 thôi nha. Về bao anh em sử dụng bình thường, không vấn đề gì hết nha, vẫn mạnh mẽ như thường luôn. Để cho anh em chở hàng nha, giá nó 200 ngàn. Đó, bây giờ mình quay luôn cái bố này kia cho anh em coi nha. Để anh em nhìn thấy được cái bộ nồi như thế nào. Để anh em có muốn mua thì anh em liên hệ mình, giá chỉ có 200 thôi. Đồ bên mình bán là bao anh em sử dụng được nha, chứ không phải là nồi không sạc chạy được nha. Đó, mình quay cho anh em coi luôn. Anh em ha, quay cho anh em coi luôn. Đó, đang rã ra nha anh em nha. Alo, rõ rồi anh em ơi, đây đây nồi đây, đây 200 ngàn nha anh em nha. Về là ba anh em sử dụng đúng hàng Việt Nam chứ không phải là hàng Zin nha. Hàng Việt Nam còn rất là mới này, em thấy nó mới không, rất mới luôn. Về giá 200, anh em là có mua thì liên hệ mình nha. Shop mình số điện thoại 0915 434 973 nha. Đầy đủ nồi trước nồi sau, hai bố trước bố sau luôn.